Xin chào tất cả mọi người. Một clip bất chợt vì hôm nay thì có bên công ty Anh Duy Audio đến bên mình để mà trải nghiệm một số cái sản phẩm âm thanh mới và toàn bộ hệ thống loa audio sẽ nằm bên trên cái chiếc xe tải này. Đó, một cái chiếc xe lưu động ha, rất là lớn, và bên trong sẽ chứa rất là nhiều mẫu loa, đó, mẫu mới sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người. Đấy, và hôm nay là bên công ty lên đến tận nhà Duy để mà test, để mình trải nghiệm luôn, mình có cơ hội trải nghiệm. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng với lại Duy Nguyễn lên xe nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lên xe thôi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên bên trên xe ha. Và bên trên sẽ có anh Thuận bên anh Duy Audio hỗ trợ cho Duy Nguyễn để trải nghiệm những sản phẩm. Chiếc xe đợt này thì to hơn mấy xe đợt trước ha. Rồi, xe này là xe bố trí nhiều hàng luôn. Ok, lên được không nhá, lên được không? Đây là một MK này, 50 này, Passion này, KI này. Này, hàng là hàng JBL chính hãng nhập khẩu của đây sẽ là ba mẫu loa treo của gia đình JBL, KI 510. Những cái mẫu loa này thì là những mẫu loa karaoke gia đình rất là hay. Đấy, và những mẫu này là sẽ sử dụng âm ly ha, sử dụng âm ly. Thì ba mẫu này sử dụng âm ly hết. Bass 25 hết hả anh Tùng? 25 em. Dạ. Con này có lo mic, lo chép với lại một cái lo bass. Đấy, còn con này thì hai đường tiếng, một lo bass ở giữa và bốn lo chép bên hông. Đối với con bên đây thì sẽ sử dụng hai chép ha. Hai chép và một lo bass 25. Lên thử mấy nhà không anh? Mình đang nghe con nào vậy anh Thuận? Passion 10 em, chính giữa. Rồi, à, chính giữa ha. Passion 10 mình đang nghe âm thanh con này. Không được suốt. Đúng rồi, đặc biệt mấy cái dòng loa nào đỡ phải đầu tư thêm loa sức. Những cái mẫu này thì đa số là nó full và nhảy rồi, cho nên chúng ta sẽ không cần phải gắn thêm loa siêu trầm, chỉ cần một cặp thôi ha các bạn. Và bộ micro cũng như là bộ âm ly chúng ta cũng có thể kết hợp với lại những cái bộ âm ly all in one, như là tích hợp cả vang nè, tẩy nè, micro nè, đó thì kết hợp là được, gọn và đẹp nữa. Loa karaoke nghe nhạc của Sumiko Vui Hồn 25 bát 25 hay là bát 30. Đấy, còn Vui Hồn 10 thì nó có 3 chân đi kèm nữa, thì hiện nay đang trên lắp trên showroom để có thêm tiếp hợp chân này thì được mở lên cho. Mẫu này được làm phủ hết gỗ rất là đẹp nè, phủ gỗ tự nhiên nè, đẹp sang. Của thương hiệu Sumiko ha, và mã là Gone Home phiên bản 10 bass 25, còn phía dưới là 12 bass 30. Loa dưới là 3 đường tiếng. Ủa, con này nó phay carbon nữa anh hay là cái này là loa 3 đường tiếng? 3 đường tiếng. Còn trên này là 2 đường tiếng. 3 đường tiếng thì nó bass chép và bass mid chép. Bass mid chép. Cái phần bass của nó làm dày ghê nè. Phần bass của nó nè, cái màng, cái viền của nó dày ha. Viền cao su rất là dày luôn. Cái dòng 25 mới nhắn mùi JBL Black and White. Bây giờ mình nghe thử cái Gone Home 10. Phía dưới này có cái lưới. Panadol Extra chứa paracetamol và caffeine. Đấy, mình tháo lưới ra thì nó như vậy đó mọi người. Mình để co trong nhà thì mình tùy, muốn tháo lưới cũng được. Chỉ
nghiệp định hướng không? Một mình nhớ em. Thường mấy cái mẫu chép định hướng vậy thì mình chuyên nghe quê nhạc nhà thể loại như vậy thì nó sẽ giữa đòi xa vắng sạch khói chiều mênh mông sông đã buông nắng nhớ thương làng quê con này bao nhiêu quá một con lễ che bờ đê con 150 quá em mới trở về nghe mẹ hiền du đầu tư một cái bộ âm ly tầm chừng 300-350 là đẹp rồi 350 quá là đẹp tôi ơi con đường qua ngõ bóng do cái chiếc xe không gian sẽ hơi chật á cho nên để hai cái loa gần như vậy chứ đúng ra trong nhà mình để rộng ra thì cái trường âm thanh nó sẽ khuếch tán rộng hơn đó. Trời đau áo nâu mùa đông thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru con này là bốn hôm mười là công suất thực ra là 400 cái hộp cây hoa bay lên trời là con cây chỉ là 250 còn cái bốn hôm 12 là loa 3 lần tiếng công suất thực của nó là 250W, công suất đỉnh của nó là 350W. Con này thì nó có lợi thế hơn nếu chiếc karaoke thì không cần phối với con súng. Nhưng con này thì phải có thêm súng. Về lâu về nghe nhạc thì nghe nhạc và karaoke chúng ta với hai loại món ngọc này, mẫu này là phù hợp cho những người trung tuổi. Những cái này là nhiều ưu điểm. Phù hợp với lại mấy anh chị mà tầm khoảng 40 rồi ha. Thích cái gu nó trầm trầm á, với lại khoái mà đề co hay dạng gỗ như thế này nè. Cái màu gỗ tự nhiên lên thì nó sẽ phù hợp với lại mấy cái không gian nhà mà dạng như sang sang á. Hiện tại mình đang nghe bằng cặp dưới nha mọi người. Dưới thì có khả năng là mình sẽ không cần phải chơi thêm sub. Nhưng mà cặp trên á thì mình sẽ phối thêm sub để nó âm thanh nó hay hơn. Ơi, ba vì xanh tím. Nón chiều che ngang. Còn dưới là ba quay. Chiều hoang vắng. Những đêm mùa đông. Khói hương trầm bóng trăng ngồi đông ngọt đẹp lung linh bức tường vô trắng quê nhà tôi ơi. Hiện tại thì cái giá niêm yết dành cho bộ trên đó là 9 triệu nha, còn bộ dưới là 18 triệu, thì đó là giá niêm yết của bên anh Duy. Còn ngoài thị trường thì có khả năng là sẽ dao động thấp hơn tùy vào đại lý, tùy vào đại lý sẽ có mỗi cái chính sách bán hàng khác nhau đó quý vị. Nếu mà trong phân khúc này thì chúng ta sẽ có thể nó sẽ so sánh với lại những cái mẫu Baramat Gold, Baramat Euro, dòng Euro 8, Euro 803 đó, tầm tầm ngang phân khúc. Bên trên cũng là loa của Sumiko, những mẫu này thì đa màu sắc, Bella 42. Đó, công suất thì nó cũng sẽ vừa đủ để cho mọi người giải trí. Những buổi dã ngoại picnic thì vẫn có thể đem theo. Công suất của con Bella 42 này thì cũng hình như là nó cũng trên dưới 100W thì phải. 100W, 100W rồi em ớt. 90% thì mình nhớ là vậy. Lâu rồi mình không nhớ. Con này ra cũng lâu rồi. Nên ở đây cũng sẽ có những cái mẫu của Sumiko nè. Như con này là con Touring nè. Touring nhá. Con này con Touring, con này là con Hexagon. Hexagon này là mẫu loa đa hướng. Con này là phủ 180 độ. Mình có thể mình để đứng cũng được. Rồi để nằm cũng được nha mọi người. Đó, để nằm như vậy cũng được. Nằm 360. Đó, để nằm như vậy thì cái không gian khuếch tán nó sẽ rộng hơn.
Đấy, còn mình để đứng á, thì nó sẽ khuếch tán khoảng tầm 180 thôi. Đó, cho nó quay về hướng người vậy nè. Nó ra cái kiểu như là vẫn là loa di động nhưng mà nó ra cái chất âm CT á, kiểu vậy. Sumiko, những cái mẫu này là mẫu Sumiko hết nè các bạn. Và hiện tại thì nếu mà nói về loa kéo á, thì còn có cái mẫu Undergo 215. Đây là cái mẫu bắt đô 40. Thì cái mẫu này bên Duy Nguyễn bán chạy. Tại vì cái giá nó mềm, cái giá của nó là dưới 8 triệu. Dưới 8 triệu mà cái chất âm của nó, tiếng mic rất là bay luôn. Con này tiếng mic cực kỳ sạch luôn. Đó, và trong cái phân khúc mà dưới 8 triệu thì mình thấy nó cũng là một con loa kéo rất là đáng để đầu tư luôn. Thứ nhất là hàng chính hãng Sumiko, thứ hai được chế độ bảo hành của hãng nữa. Con này mẫu mới nè, mẫu này mình chưa thấy nè. Đây là 51, con này là Hexagon, còn kia là Hexagon Blue. Cái này là phiên bản mini của Hexagon. Hexagon không, cái này là không có loot nha mọi người. Con này thì nó nhỏ hơn cái con Blue. Đấy, nó gọn hơn ha, nó cũng là loa đa hướng mà nó gọn hơn. Còn bên đây là mã Beola 51. Đây là Beola 51. Đấy, thiết kế theo phương dọc. Con này chắc bass dưới chép trên hả anh Thượng? Đúng rồi, bass dưới chép trên. Con này chắc cũng đa đa màu sắc nè. Phiên bản này chắc cũng nhiều màu giống như con giống như Beola. Xanh, đỏ, tím, vàng. Màu tím này thì mỹ miều lắm nè mọi người. Ha. Con này thì công suất của nó cũng là 90W RMS, vậy là bằng con Beola 42. Sử dụng pin 7500mAh 1 giờ. Pin trâu lắm nha. Pin là 7500 nè. Nguồn điện là 220V, giải tầng đáp ứng 45 cho đến 20.000. Đó. À, sử dụng một cái loa bass 13.2 và một cái loa chép 2.5 cm. Đẹp á. Còn đây là loa cột của TVL này, PRX quan mặc hai liên quanh. Thì đây là MK2 PRX. Hiện tại thì bên anh Duy cũng phân phối những cái dòng RO của JBL cho mọi người. Thì ở đây sẽ có MK2, bên đây là PRX1. Thì nếu như chúng ta chơi mà trong gia đình đó thì mình nghĩ là hai con MK2 là đẹp, một cặp MK2 là ngon. Còn nếu mà chơi ngoài trời và phục vụ sự kiện rồi á, hay là tiệc tùng á, gia đình mà nhà có tiệc tùng nhiều thì con PRX1 này nó sẽ đáp ứng nó tốt hơn. Đây, về cái con MK2 này thì sẽ có 8 cái loa switch bên trên và một cái loa sub bên dưới. Còn con này thì là 16. Đó. Thì đây là đối thủ của BL1 RO 16, còn bên đây là đối thủ của RO RO 8. Thì hai cái dòng này được hơn con bô chỗ là nó có một cái mixer digital bên trong. Thì chúng ta không cần phải đầu tư thêm những cái mixer ngoài hay là những cái chiếc micro mà nó có effect á, thì không cần, chỉ cần cắm micro dynamic thông thường vô thôi là mình cài đặt trên con vang là mình hát được rồi. Cái con MK2 này thì bên em có làm nhiều clip lắm, bên em làm nhiều clip chia sẻ về con này nè. Còn con này bên nào giờ bên em chưa có làm clip, chưa làm. Bên đây thì đi đấy. Và con này thì em chưa trải nghiệm nha. Tí nữa mà con cân bắt thì em biết rồi. Bên này là Eon 715. 715 tích hợp với sub Eon 715. Cái này là chơi sự kiện rồi. Đúng rồi. Combo này không, để chơi sự kiện này ở nhà cũng được. Nhiều người ta phối nhiều lắm. Nhà thì em nghĩ phối tầm này nó vừa. Mấy con này chơi ngoài trời. Mỗi người họ thích công suất. Ví dụ như thích mà công suất khủng đồ á thì mới chơi mấy con này khá to. Hồi nãy không khủng nữa con này. Sau này hàng này cũng là vừa đồng. Mình đến 400. Con này bắt đôi quá. Bắt đôi 1-2 bắt. Con này full đôi 30. Full đôi 30. 40 hả? Nhìn nó gọn dữ ta. 15 tức là 15 inch. 15 inch thì tương đương 40. Con này gọn quá ha. Bắt đầu 40 mà nhìn nó gọn dữ. Đang tích hợp với con sub PRX 418S. Bắt 50. Em nghĩ mấy con này là phải đem ra ngoài trời quýnh nó nè. Thì chỉ nó đánh bình thường nó đánh không điện. Nhưng hiện nay đang chỉ đánh bằng bình thôi. Cái bình đã đủ đi được. Đây cũng là mã bắt đôi. Ở đây phóng ngon lắm nè. Ở này giờ dành cho mấy anh em mà thường xuyên làm mấy cái event đó, đi tùng nữa.
hoặc là cho thuê dàn á, cho thuê dàn sự kiện rồi đó, mình làm mấy cái mẫu này thì nó rất là phù hợp luôn nha, dễ phối nữa, với lại cái chất của CBL rất là dễ phối, ghép với lại cái gì nó cũng dễ ra ghép với cái gì nó cũng hay đó. Tại vì thường á mình phải đầu tư một cái dàn loa hay thì mình ghép cái gì nó cũng hay hết mọi người, chứ còn bây giờ nguyên cái dàn cụp lê mà cái gì cũng ngon hết mà cái dàn loa nó ra không đã thì nó cũng bị sai luôn. Đây là JBL hết á, cũng JBL, hàng đấy hàng Bro, hàng này là hàng loa Passive, tức là một súp là súp hơi này, loa Passive này. Tổng bộ đây là Passive đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Bên này thì Acti. Còn bên đây là Acti. Acti đấy. Này nó tủ máy này như tủ máy công nghiệp luôn. Phủ dài từ trên xuống dưới vậy nè mọi người. Quá trời luôn. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có nhiều món trên này để chúng ta phối ghép với lại mấy cái loa bên đây. Sarat. Con này mixer số. Rod nè. Con này vang. DBX này nó là bộ limit cơm hả? Cái này bộ cơm Ressor. Cái này bộ cơm Ressor. Với lại chia luôn. Con này reverb. Con này vang JBL KX180. Trên là V8. Trên đây là vang V8. Đấy. Dưới là đẩy crown này. Dưới đây là bộ chia. Có số. Dưới đây là bộ lọc xì. Bộ cốt cơ. Bộ quản lý nguồn. Còn bộ này nó cũng giống như vang nha mọi người. 3 201 ha, này 201 ha. Này chắc vang liền men. 3 trong 1 em. 3 trong 1. Có micro luôn. Đó, còn đẩy là đẩy crown nha mọi người. Đó, chơi với đẩy crown thì nó mới hay được. Hàng bên này là made in China, còn này là made in Mexico. Yeah. Đức cũng là còn nhà máy GL nhưng mà đặt hai nơi khác nhau. Chỉ riêng cái mẫu này thôi. Mẫu tôi đổi. Cái này giá này biết nhiêu cặp ạ? 35 triệu. Này bán một cái chứ. Một cái. Đúng ra cái cột này mọi người, để lên trên đó. Lắp lên trên nhưng mà do cái trần nó thấp á. Tại vì cái loại này á, khi mà 16 con lắp lên như vậy thì nó không có xa được. Cái cách cái bộ quan mà chăm cho giống giống như con này á. Bộ quan giống. Vào đắng mà để được thăng hoa mà mãi, cô chỉ nhắn câu chúc vào vai, rồi sao cũng sẽ.
hay là nghe thử tí mà nghe thử. Em đang chuyển con Eric 112. Cái ngoại hình đó thì nó hình như nó to hơn con Compact tí xíu. To hơn con JBL Compact. Nghe một con trên này thôi. Một con thôi. Con này bát có 20 hả? Con này nó active mà nó có sẵn cái bộ hiệu ứng ở trên sau hay gì á. Ở sau thì nó có bộ nghe nhạc thì lựa chọn nè, music, vocal, bát boost. À, con này đâu có vang đâu đúng không anh? Con này đâu có vang. Không. Con này nó chỉ active thôi. Active bình thường. Con này chỉ là loa active thôi. Nếu mà muốn làm loa di động được luôn nha, làm loa di động phải phối với mixer mini hoặc là phối với lại mấy cái metro DSP. Sang mình nghe con này ha các bạn, lo Basil. Mấy mẫu Basil này chơi với đẩy tiếng nó sẽ phê hơn, chuyên nghiệp hơn ha. Mấy cái dạng này thì mình cho thuê nó sẽ rất là đạt. BDX425. Tiếng nó sẽ lấp lánh hơn nhiều, thoáng hơn.
con kéo bắt 40 này khá ổn luôn nha bà con. Đó, âm thanh rất là ổn luôn. Thấy người yêu em như là ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thân tin bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cuộc say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhau. Và chỉ mình em thôi. Dạ, anh yêu em. Yeah. Sumiko, Bell Live 51. Siêu mini luôn nha. Hả? Mẫu la di động. Siêu nhỏ gọn. Bốn màu sắc lựa chọn luôn. Tím, vàng, cam, xanh.